Hello, xin chào tất cả anh em đam mê chim cu gáy. Đã quay lại kênh của Thức Vlog, kênh phụ kiện chim bẫy, lồng bẫy chim cu gáy. Clip hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho anh em biết về cái sản phẩm lục gấu đang mắc cáo nha anh em. Vì cái thời gian trước thì em cũng đã quay rồi, nhưng mà do em chưa ráp cái cầu tử. Cái cầu tử này nó có thể tháo ra được nha anh em. Đó, anh em tháo ra được. Hôm nay thì mình ráp cái cầu tử rồi, mình quay chi tiết hơn cho anh em xem cơ cấu hoạt động cũng như cách bắt cu nó như thế nào cho anh em hình dung ha. Thì sản phẩm bên em thì cái móc của nó là móc ti đồng đây, thì cái lồng này em đã sơn rồi anh em đó. Em tại vì nếu mà đỡ màu đồng như thế này này thì cu bỏ nó sẽ rất là nhát, nó không dám vô tại vì cái màu đồng nó sáng quá. Cái này đồng, còn tên là inox ha, thì mình phải sơn lại đó. Thì cái độ bền đó anh em khỏi lo. Vậy em cũng nói luôn cho anh em là cái móc này rất là hay. Nó tháo cái đoạn này ra nha. Đó. Nó tháo cái đầu khớp này ra. Thì tên cái lồng kia cũng vậy, cũng tháo được. Nó có hai khớp, mình tháo ra. Đó. Rồi mình dặn vào. Ok luôn ha. Rất là đẹp. Cái tiền đẹp nhất cái đoạn này nè anh em. Tiền rất là kỹ. Tên thị trường thì có những cái mẫu thì người ta làm trơn, làm suông xuống luôn thì nó không có đẹp. Cái mẫu này nó đẹp, nên giá trị nó cao hơn. Và kèm theo cho anh em luôn đó là một cái túi bói này, một cái túi bói, một cái áo tầm lòng để cho anh em thấy này ha. Một cái áo tầm lòng, tầm lòng thì nó cũng màu là màu vương đỏ luôn, màu xanh luôn, nó lượng theo lá cây nha đó. Còn cái sản phẩm lòng thì anh em thấy đây, em đã gắn hết tất cả có lá này, có cống mà đó, anh em thấy này, hai cống ăn hai bên và cái cống uống nước ở trên ha. Đó, lỡ đang mắc cáo, đang mắc cáo thì vừa cái ngón tay em thôi, thì anh em phải chấp nhận đang mắc cáo để làm gì, để chống bìm bịp, chống chim săn nó chụp con chim mồi của mình, cho nên nhìn cái lông ạ, nó hơi rậm hơn là lập gấu tròn nha. Em đã nói rồi, lập gấu tròn thì nang nó thưa, cái con cu nó thọc đầu ra, thọc đầu vô thì nang rất là thưa, còn sản phẩm này thì nó nhỏ nên nó chống con bìm bịp con bù cắt, dòng chim săn nó không chụp được con chim mồi của mình, nó bảo đảm được con cho con chim mồi của mình. Thì cầu tử này rất là dài luôn, dài tên 60 nha anh em, cầu tử dài tên 60 đây. Đó, tổng thể cái lồng này anh em móc xây được ha, nhưng mà nó xây với chế độ là nó có cái độ rít, gió nó không có xây được, gió nó không có lắc được, mình xây thì nó sẽ xây mà nó có cái độ rít, nó hơi nặng tay á. Đó, cái nang này đang mà inox nha anh em ha. Đó, sắn mà inox, sắn rất là đều tay nha, cái lỗ rất là đều, tròn đều hết ha, đang inox nhưng mà phải sơn lại để ngụy trang cái lồng nó tốt hơn, con chim bổ nó sẽ sát hơn, nó dạng nhảy hơn. Rồi em sẽ gắn vào chân quay để mà em test cho anh em xem này. Rồi đây, test cho anh em xem ha. Và đây em sẽ test cho anh em xem ha. Đây, cái ngón tay của em này, cái ngón tay của em á, mà em test dính á, thì chắc chắn cái chân con chim nó đậu vào, nó nhảy vô, nó sẽ dính cho anh em. Tại vì chân con chim nó sẽ có những cái ngón chân nó ôm vào cái cậu này, nó sẽ vững hơn nữa. Đó, anh em xem ha, rút rất là nhanh nha. Đó, rút rất là nhanh và rất là im. Rút rồi chân con chim nó sẽ rút cái tụ này này. Anh em nói chung là cái sản phẩm lục gáo đang còn thì nó bắt bằng dây thì không còn xa lạ gì với anh em nữa rồi. Nó bắt bằng dây nè anh em ha, không cần lưới không gì hết. Sản phẩm này thì nó đã thị trường Việt Nam mình đã gia nhập vào rất là lâu rồi, cho nên anh em cũng không có gọi là mới mỹ nữa. Từ những cái lúc mà đầu tiên là thì mình cũng không biết cách sử dụng. Bây giờ trên thị trường anh em chơi chim cu thì đã cũng rất là xài rất là nhiều rồi. Quan trọng thì nó sử dụng cái lồng nuôi này như thế nào. Tại vì trên thị trường á, rất là nhiều cái mẫu lồng nuôi này nó khác nhau, mẫu tròn, mẫu hộp xài hay là mẫu đang mắc cáo thì vân vân, rất là nhiều mẫu. Nhưng mà cái cơ cấu hoạt động mắc cu thì nó vẫn như nhau thôi, nó vẫn rút bằng dây thôi. Cái cần sau này nó bật ra thì cái dây này nó rút vào chân đó, nó vậy thôi. Đây này, tiếp tục này anh em thấy này nha. Đây, đó, nhảy vào thì nó rút thôi.
Và khi mà gài lại này, anh em kéo ra, đẩy cái cần vô, rồi đẩy cái đây xuống, móc vào. Đó. Phía sau này nó có một cái đầu móc, móc vào, đơn giản. Và tiếp tục kéo dây ra, gài. Ở phía trước của cái cầu tử này, phía đọt của cái cầu tử luồn lại sâu. Nó có hai cái tay này anh em ha, hai tay cước ở phía sau này. Mình máng vào, cho gió nó khỏi bạc, khỏi lắc. Rồi, xong. Đơn giản, cách dùng rất là đơn giản. Cái lồng này nó đầm nha anh em, nó đầm nó vững lắm. Khi mà anh em thả cu vào trên nước trên lúa là nó đầm nữa, thì cái độ đầm nó nặng, nó đầm, gió nó không lắc. Thứ nhất, thứ hai nữa là khi mà cu nó nhảy vào nó không có bị bay, bị lắc, nó vững lắm. Nhảy vào là bật, nhảy là bật phát một liền. Rồi, cái đứa đây em vay cũng đã nhiều rồi ha, phụ kiểu kèm theo là cho anh em cũng đầy đủ lên như thế. Em này nó nói rồi. Phía dưới này cũng có một cái khay phân cho anh em luôn. Khay phân này, anh em móc ở tấm nhà thì có khay phân. Đàn vào. Khay phân là có cọng dây máng như thế này nha, hai bên. Cọng dây cao su. Móc đầu bên này và đầu bên kia. Khi mà đi đánh thì anh em tháo khay phân ra. Còn khi mà về nhà thì mình máng cái khay phân này vào. Cái mẫu này thì giá trị nó cao, cho nên em hoàn thiện nó rất là đầy đủ. Còn cái sản phẩm lập cáo tròn thì không có khay phân nha anh em. Lập cáo tròn thì không có khay phân. Và móc của nó là móc thường, không phải là móc thi đồng. Lập cáo tròn ạ. Thì tiền nào của đó anh em. Sản phẩm này nó cái giá nó muốn gấp 2 lần cái sản phẩm lập cáo tròn rồi. Đó. Cho nên tiền nào của đó, sản phẩm lập cáo tròn thì giá nó bình dân. Cho nên anh em có thể nào cũng có thể mua được, dễ mua. Còn cái này thì làm rất là công phu. Anh em hình dung nghĩ cái lỗ mắt cáo này anh em đang bao lâu mới xong một cái lồng này. Nhỏ xíu mà xây phải điều nè, xây phải điều tay. Đó. Rồi, clip đến đây là đã dài rồi. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với số điện thoại của em hoặc kết bạn qua Zalo để em tư vấn nha. 037 697 5766. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây. Nếu anh em nào thấy hay thì cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha. Cảm ơn em đã xem clip và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.